Xin chào các bạn, chúc các bạn mỗi ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sự việc rất là hy hữu, mình đau lòng cho các bạn vừa mới xảy ra, khiến mọi người trong vùng người ta rùng mình và người ta rất là thương xót cho cô gái này. Thì sự việc xảy ra tại ngôi làng Dima, cách thủ phủ của phố bang Ufa khoảng 21 cây số các bạn. Thì nhiều người đó, người ta không khỏi bàng hoàng. Thì theo tin địa phương đó, thì người phụ nữ này đó, không biết tên các bạn, có lẽ là người ta giấu tên nó, thì cô ta đã để quên cái chìa khóa cửa chính của căn nhà mình đó các bạn. Đó thì căn nhà này cô ta mới mua năm 2019 trị giá là 250.000 các bạn. Đó thì tương đương với khoảng là 6-7 tỷ đồng tiền Việt Nam của mình gì đó các bạn. Thì khi mà cô ta sau một ngày cô ta đi làm đó, thì tối cô ta trở về nhà thì cô ta mới biết là mình để quên cái chìa khóa cửa chính ở trong nhà rồi. Thì nhà phía trước nó có cái hàng rào đó các bạn. Thì cô ta quyết định là leo vô cái hàng rào để đi qua cái hàng rào đó mới vô tới nhà mình được. Đó thì cô ta mới leo lên, nhưng mà đó khi mà cô ta mới trèo qua cái song sắt cửa nhà đó, đó thì cô ta không may mắn các bạn. Vì sao? Cái chân của cô ta đó, một cái chân cô ta còn bị kẹt ở trên cái thốp của cái hàng rào rồi các bạn. Đó thì kết quả rằng cô ta bị kẹt cái chân trên đó và cô ta không thể xuống, cô ta không thể leo xuống được và không thể thoát ra được các bạn, bởi vì một chân nó còn bị kẹt vào trong cái hàng rào đó các bạn. Thì được biết đó, cái thời tiết mà lúc mà cô ta lên, cái thời tiết mà lúc mà cô ta mà bị kẹt lại trên hàng rào đó các bạn, thì thời tiết âm dưới 20 độ C, rất là lạnh các bạn ơi. Tuyết nó ủ lên nó có thể dài cm, dài tấc được các bạn. Đó thì ngoài trời nó lạnh lắm, thì khiến người phụ nữ ra bị chết cống, mà cô ta chết rất thảm thương các bạn. Cái đầu á thì chúi xuống đất vậy nè, tư thế chết á. Còn cái chân á, một chân thì còn bị mắc kẹt toàn ven ở trên cái thớp của cái song sắt các bạn. Đó thì thấy thảm thương quá, thì đến sáng ngày hôm sau đó, đó thì hàng xóm ta mới phát hiện ra và người ta gọi cho cảnh sát và đội ngũ y tá bác sĩ đến. Thì khi họ đến thì họ xác nhận rằng cô gái đã bị chết rồi các bạn. Thì những bức hình cho thấy đó, thì người phụ nữ này ăn mặc rất là sơ sài, mặc dù trời lạnh vậy đó mà cô ta ăn mặc đó, có vẻ nó đơn sơ lắm các bạn. Nó thì nó phong phanh lắm. Đó thì lúc đó mà nhiệt độ giảm rất là sâu, mà ngoài trời tuyết mà rất là dày nữa. Thì tại hiện trường mà cho thấy được đó, thì có một chiếc giày mình nghĩ là cái chân của cô ta bị kẹt lại đó. Rồi lúc mà cô ta sức nặng đó, rồi cô ta mới dùng giày đó, rồi cô ta càng dùng giày càng bị kẹt lại thêm. Nó thành ra cái đôi giày nó rớt lại tại ngay cái hiện trường đó các bạn. Thì đó là cái một vật mà tại hiện trường mà thấy được. Thì ngoài trời đó, lúc đó đó sở dĩ là không ai thấy mà cứu được cô ta đó, bởi vì ngoài trời tuyết lạnh mà trời băng giá quá các bạn, trời quá lạnh mà đó, mà xui là cái khu vực cô ta ở đó thì lại ngay góc nhà cô ta ở thì không có cái đèn đường, bởi vậy thành ra không có ai nhìn thấy được các bạn. Đó thì tới sáng ra thì người ta phát hiện ra thì cô ta đã chết cống rồi. Đó câu chuyện thì xin chia sẻ các bạn, thì câu chuyện đó cũng đau lòng các bạn ha. Mà cái nhà đó cô ta đã mới vừa mua chỉ có một năm thôi các bạn, mua năm 2019. Thấy thảm thương quá cho cô gái đó quá các bạn ha. Mới mua nhà rồi cái ra đi luôn, ra đi bất ngờ. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm áp cùng với gia đình nhà các bạn nha. Và nếu mà các bạn thấy video hữu ích, vui, hay, xin các bạn vui lòng đăng ký kênh để xem được những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.